Sau khi phun xăm môi, cần lưu ý chế độ ăn uống như thế nào? Sau khi phun xăm môi, ngoài việc chăm sóc, vệ sinh môi, thì thực phẩm bạn ăn vào cũng quyết định máu môi được như ý hay không. Vậy thực phẩm nào nên ăn, thực phẩm nào nên kiêng? Các nhóm thực phẩm có lợi cho bạn nên ăn trong vòng 1 tháng đầu bao gồm rau, trái cây. Các loại trái cây có màu vàng và đỏ là thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein và chất chống oxy hóa mạnh. Do vậy bạn nên tăng cường bổ sung sau khi xăm môi, sẽ giúp lên màu nhanh, giảm sưng và kháng viêm. Các loại quả này như quả cà chua, cam, dưa hấu, dứa ép, cà rốt, đu đủ, quýt, kiwi, dừa tươi, quả mâm xôi, bưởi, nho. Các loại hạt như óc chó, hồ đào, hạt điều, mắc ca, hạnh nhân được sử dụng phổ biến trong các chế độ ăn. Các loại hạt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng đa dạng, bao gồm các chất quan trọng như protein, vitamin E, magie, selen, phosphor, mangan, đồng, chất béo lành mạnh, chất xơ. Ngoài ra các loại hạt còn có polyphenol là chất chống oxy hóa cao, trung hòa các gốc tự do, tăng cường khả năng miễn dịch, mau lành vết thương. Sữa tươi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như protein, carbon hydrate, các vitamin và khoáng chất. Sữa tươi cũng giàu vitamin D giúp giảm viêm nhanh, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ quá trình phục hồi của môi. Sữa tươi còn cung cấp nước, giúp môi được giữ ẩm, không bị khô nẻ và lên màu đẹp hơn. 2. Thực phẩm cần kiêng sau khi xăm môi. Sau phun xăm môi, cần hạn chế các chất kích thích như cà phê, trà, đồ uống có ga, nước ngọt đóng chai, rượu bia, thuốc lá, kẹo, bánh ngọt, chocolate. Không ăn uống các thực phẩm cay nóng, chế biến mặn, không chấm nước mắm, mắm tôm, không ăn thịt có màu đậm, thịt bò, thịt chó vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và lên màu của mực phun xăm. Các loại thực phẩm nên kiêng trong 3 tháng đầu như thịt bò, thịt gà, trứng, hải sản, đồ nếp, đồ có cồn. Các thực phẩm này dễ gây dị ứng, ngứa lên sẹo, nổi mụn ở môi, có thể khiến màu lên không đẹp. Tránh ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ như đồ chiên, xào, thức ăn nhanh, khoai tây chiên. Không ăn thịt đã qua chế biến như xúc xích, dăm bông, thịt xông khói, tránh ăn mì ăn liền.